Hai cả nhà, hôm nay em dắt hai mẹ con Nathan đi chơi, cho Nathan đi chơi mini game. Nathan đi đâu vậy? Hả? Nathan đi đâu vậy? Đi đâu chơi làm vui lắm. Rồi. Không. Ai muốn đeo đeo cái gì. Đây nó có bán pizza, french fry rồi. Ê Tình, đang đi đâu vậy? Tình đi đâu vậy? Hả? Tình đi đâu vậy? Tình đi đâu vậy? Hả? Ở đây là gọi là mini Grand Las Vegas, có cả xe điện á, giống như đậu xe vậy đó. Rồi giờ này là 9 giờ tối mà đông dễ sợ luôn mọi người, đông lắm. Đông dễ sợ, bữa nay thứ bảy mới đông.